Chủ đề 7. Xem tranh của họa sĩ. Bài học hôm nay, cô cho chúng mình cùng tìm hiểu về hai danh họa nổi tiếng, đó là danh họa Ngô Minh Cầu và danh họa Trần Văn Cẩn. Họa sĩ Ngô Minh Cầu sinh năm 1927, mất năm 2009 tại Hà Nội. Ngô Minh Cầu là một trong số ít họa sĩ có gắn bó sâu sắc và có thành tựu với mảng tranh ký họa chân dung, đời sống, phong cảnh miền Bắc, đặc biệt về Tây Bắc. Họa sĩ Ngô Minh Cầu được mệnh danh là ông vua chép tranh lụa. Ngô Minh Cầu rất am hiểu về kỹ thuật tranh lụa và sơn mài, nên từ khoảng năm 1960 đến năm 1975, ông đã được các bảo tàng mỹ thuật đặt làm bản sao các tác phẩm của các danh họa. Nhắc đến các tác phẩm nổi tiếng của ông, chúng ta không thể không nhắc đến tác phẩm Tất cả cho Điện Biên, chất liệu sơn mài, sáng tác năm 2004. Đập lúa, chất liệu sơn mài, sáng tác năm 1991. Du kích Châu Yên, sơn mài, sáng tác năm 1992. Và đặc biệt là tác phẩm Về nông thôn sản xuất, tranh lụa, sáng tác năm 1957. Bức tranh Về nông thôn sản xuất, sáng tác năm 1957, chất liệu lụa. Bức tranh phản ánh giai đoạn miền Bắc trong những năm tháng hòa bình đầu tiên, bộ đội về nông thôn tham gia sản xuất và giúp bà con xây dựng nông thôn mới, ấm no, trụ phú. Trong bức tranh có hình ảnh chính, ở giữa là vợ chồng người nông dân đang ra đồng, chồng vác cày, vợ vác cuốc, đang vừa đi vừa trò chuyện với dáng vẻ uyển chuyển. Hình ảnh bò mẹ và bê con rất sinh động. Hình ảnh phụ là cảnh vật của một vùng nông thôn mới, nhà mái ngói đỏ, đống rơm vàng óng, kết hợp với hòa sắc nâu, cam, tạo cho bức tranh thêm phần ấm áp. Tranh ca ngợi tình đoàn kết quân dân nồng ấm, đồng thời mang đến cảm giác hạnh phúc của ngày mùa xen lẫn niềm vui, lao động bình dị và tình yêu đôi lứa. Năm 1958, bức tranh này từng tham dự triển lãm họa sĩ trẻ quốc tế ở Áo và nhận được huy chương bạc, cùng sự kiện với bức bác sĩ Phạm Ngọc Thạch của họa sĩ Trần Đông Lương nhận bằng khen. Theo họa sĩ Ngô Minh Cầu, từ mấy chục năm trước, Về nông thôn sản xuất được lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sau cải cách ruộng đất, hòa chung không khí hồ hởi phấn khởi trong nhân dân, nhiều văn nghệ sĩ đã về nông thôn tham gia sản xuất và sáng tác nghệ thuật theo quan điểm hiện thực xã hội chủ nghĩa. Ông vẫn nhớ và vẫn xem Về nông thôn sản xuất như một cột mốc trong cuộc đời sáng tác, một thành công cả về mặt kỹ thuật, vẽ lụa và nghệ thuật thể hiện. Nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, có nhiều cống hiến về văn hóa trong sự nghiệp kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông từng được ban lãnh đạo nhà nước đặt hàng vẽ tranh để tặng các phái đoàn quốc tế trong những chuyến ngoại giao, cũng như sao chép nhiều tác phẩm có giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội. Bởi lẽ, ông là một người vẽ tranh lụa có tiếng vào những thập niên 60-70 của thế kỷ 20. Làm quen với sơn mài khi còn ở Hà Nội từ hai họa sĩ Phạm Đức Cường và Lê Quốc Lộc, nhưng mãi đến khi về hưu, họa sĩ Ngô Minh Cầu mới chuyên tâm đi chuyên sâu vào lĩnh vực này, khi ông chuyển đến sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Khác với các chất liệu khác, diễn đạt màu bằng sơn mài là cực kỳ khó, mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm ra màu mới, nhưng ông lại khiêm tốn khi nói về thành quả của mình. Kỹ thuật sơn mài của mình vẫn ở đương ở trong cái giai đoạn nghiên cứu phát triển, chứ chưa phải đi đến tột độ của sơn mài Việt Nam. Cho nên là kỹ thuật hiện nay vẫn là kỹ thuật để phát triển. Có cái dịp đà nào đó nhảy thì nhảy một bước chết ghê. Thế cho nên tất cả những người làm tranh với chất liệu sơn mài đó, thì người nào cũng cố gắng tìm ra một cái gì đó cho mình khác với mọi người. Cố gắng tìm cái chuyện đó. Chứ không thể nào tôi giống ông này, giống ông bên, mà giống cái đẹp hỏng rồi. Nếu mà tìm được nhiều cái khác hơn, thì cái nghệ thuật sơn mài của Việt Nam
nó càng phong phú hơn, càng đa dạng hơn. Cụ thể là về màu, bảng màu ở Sơn Mài thì cái bảng màu Sơn Mài cổ so với những cái bảng màu Sơn Mài hiện nay á, thì cái bảng màu Sơn Mài hiện nay nó thoát ra được, đã thoát ra cái cổ mà đi lên tìm những cái mới rồi, nó thoát ra được tìm mới. Nhưng mà không phải ở giai đoạn này hết, mà còn phải nữa, nó còn phát triển nữa cho tương lai sau này. Thế thì riêng tôi thì trong cái vừa sáng tác vừa tìm tòi về nghệ thuật ấy, thì tôi cố gắng tìm những cái màu mà từ xưa nay người ta vẫn tránh. Tránh tức là màu lạnh. Màu lạnh thì có những tranh tôi làm hoàn toàn màu lạnh thôi. Và trong quá trình làm tôi cũng có nghiên cứu để làm cho cái bảng màu của Sơn Mài cổ điển. Và bảng màu hiện nay là càng ngày càng phong phú đa dạng hơn. Tuổi cao hay đau yếu, nhưng họa sĩ Ngô Minh Cầu vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn khi nói về hội họa. Ông thích thú cho rằng chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh, ông mới có cơ hội sáng tác những bức sơn mài khổ lớn. Và nhờ khổ tranh lớn, người họa sĩ mới có cơ hội chuyển tải thời gian, không gian và tinh thần nhân vật đến người xem một cách trọn vẹn. Với ông, khí hậu nơi đây rất phù hợp để sáng tác tranh sơn mài. Trong những tác phẩm họa sĩ Ngô Minh Cầu thực hiện, mảng đề tài mà ông chuyển tải khá đặc sắc và thành công là phong cảnh và cuộc sống của người dân miền núi Tây Bắc. Tư liệu sáng tác lấy từ những ký họa mà ông ghi chép trong kháng chiến. Yêu cuộc sống Việt Nam giản dị hồn hậu, yêu phong cảnh quê hương thanh bình. Có lẽ thế mà tranh của ông chẳng khi nào có cảm giác đơn độc, u ám, dù cho đó là tranh phong cảnh ngay trong thời chiến. Ông vẽ rất nhiều về phụ nữ Việt Nam, cả nông thôn lẫn thành thị. Có lẽ vì họ đẹp. Một lẽ khác, trong mỗi tác phẩm đều thấp thoáng bóng dáng của bà, người bạn đời âm thầm, lặng lẽ, đã góp phần không nhỏ tạo nên tên tuổi Ngô Minh Cầu. Xem tranh, người thưởng ngoạn cứ ngỡ, nghe cả tiếng nếp áo sột soạt của cô sơn nữ dệt vải, tiếng suối róc rách, tiếng quan gánh kiểu kịch, hay tiếng gọi nhau đi chợ ra đồng ý ới. Ở bất cứ tư thế nào, dường như tất cả nhân vật trong tranh Ngô Minh Cầu đều chuyển động một cách duyên dáng, uyển chuyển. Không gian tranh của ông rất rộng, người thưởng ngoạn cứ ngỡ có thể đi vào rất sâu trong khung cảnh ấy. Mặt khác, tính truyền thống trong chủ đề và chất liệu kết hợp với tính hiện đại trong cách chuyển tông màu khiến tranh sơn mài Ngô Minh Cầu mang sắc thái riêng biệt, độc đáo. Từ vàng, bạc, vỏ trứng cùng vài màu căn bản dùng cho sơn mài, dưới đời tài ảo thuật của ông đã cho ra nhiều gam màu của chất liệu sơn dầu châu Âu như màu da người, các gam màu xanh, xám, hồng, nâu, vàng nhạt. Có thể nói, những sáng tạo ấy đã khiến Ngô Minh Cầu, một họa sĩ thế hệ kháng chiến cùng với các họa sĩ bậc đàn anh như Phạm Đức Cường, Lê Quốc Lộc, Nguyễn Gia Trí, xuất thân từ trường mỹ thuật Đông Dương, là những người góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo mới cho tranh sơn mài Việt Nam trên bước đường hội nhập với nền mỹ thuật thế giới. Trần Văn Cẩn là một trong những họa sĩ hàng đầu đã mang đến cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại một phong cách sáng tạo nghệ thuật rất riêng và giàu bản sắc dân tộc. Được đào tạo bài bản trong một ngôi trường danh tiếng, trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, và được nuôi dưỡng bởi một nguồn mạch văn hóa mỹ thuật phong phú của dân tộc. Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Trần Văn Cẩn đã trở thành một trong bộ tứ danh họa hàng đầu của mỹ thuật Việt Nam. Nhất Trí, Nhì Vân, Tam Lân, Tứ Cẩn. Nhắc đến bộ tứ danh họa hàng đầu trong nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến họa sĩ Trần Văn Cẩn. Họa sĩ Trần Văn Cẩn sinh năm 1910, mất năm 1994. Tốt nghiệp thủ khoa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1931,
đến năm 1936. Với bước Xuân Mài, Tiến Anh quá đi hương, nhưng phải đến các tác phẩm như Em Thúy, Sơn Dầu, Chợ Tết, Lụa, Gội Đầu, Khắc Gỗ, Hai Cô Gái Trước Bình Phong, Lụa mới thực sự làm Trần Văn Cẩn nổi danh. Chẳng hề xa xôi, mẫu quốc huy chính thức của nước ta sử dụng đến ngày nay chính là do người họa sĩ tài danh này chỉnh sửa và hoàn chỉnh. Với tác phẩm Gội Đầu, họa sĩ Trần Văn Cẩn đã đưa nghệ thuật khắc gỗ dân tộc lên một đỉnh cao mới, tiếp thu phương pháp nghệ thuật Hàn Lâm phương Tây, nhưng Trần Văn Cẩn đã tìm được cho mình một bản sắc nghệ thuật Việt Nam thuần túy qua việc học tập, nghiên cứu kỹ lưỡng và công phu vốn cổ dân tộc qua tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, điêu khắc dân gian, bức tranh miêu tả một cô gái mình Trần đang cúi mình gội đầu, khuôn mặt tươi vui, thư giãn, mái tóc mềm mại buông đến tận gót chân. Chiếc váy dài của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, hình tượng hết sức đơn giản, khái quát và khỏe khoắn trên một nền không gian ước lệ, ẩn hiện vài đóa hoa hồng. Chiếc chõng tre khiến người xem liên tưởng những hình ảnh sinh hoạt đời thường của dòng tranh dân gian Đông Hồ xưa. Bức tranh phản ánh chân thực nét đẹp khỏe mạnh của hình thể, sự mộc mạc và giản dị đến chân thành qua động thái và y phục của người phụ nữ nông thôn Việt Nam thời bấy giờ. Đồng thời, gửi đến thông điệp về sự lạc quan yêu đời của những người dân lao động. Trọng tâm là khuôn mặt diễm kiều, đôn hậu, tươi vui của thiếu nữ ở cận cảnh. Ngay trên, các điểm nhấn mạnh thị giác phía trên bên trái bằng phương pháp biểu hiện của chất liệu khắc gỗ, ông đã diễn tả một cô gái mình Trần, vóc dáng khỏe mạnh. Biểu cảm trên khuôn mặt và phần trên của phụ nữ được khai thác triệt để, đặc biệt ở bầu ngực căng tròn, với thân hình khỏe khoắn, đầy sức sống, đậm tính phồn thực nhưng vẫn không mất đi nét duyên dáng của người con gái Việt Nam. Em Thúy là một bức tranh sơn dầu được Trần Văn Cẩn sáng tác năm 1944. Có thể nói đó là đỉnh cao nghệ thuật Trần Văn Cẩn và cũng là đỉnh cao nghệ thuật Việt Nam. Với lối biểu hiện chân thực, nhẹ nhàng, không khoa trương, cường điệu, Trần Văn Cẩn đã níu kéo và lưu giữ người xem bằng vẻ đẹp thơ ngây, trong trắng. Dường như với Em Thúy, Trần Văn Cẩn không hề quan tâm đến trường phái khi vẽ, mà chỉ cốt nêu lên cái thần thái của nhân vật. Em Thúy ngây thơ, có đôi mắt mở to, hồn nhiên như chứa trọn khung trời bình yên, ẩn giấu một bản năng lành mạnh của tác giả. Đấy chính là tiềm năng để sau này Trần Văn Cẩn đón lấy bước đi của cách mạng. Danh họa Trần Văn Cẩn, cây đại thụ của làng mỹ thuật Việt Nam. Ông dành trọn đời cống hiến, sáng tạo và theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc. Với những cống hiến để đời, ông được trao nhiều huân chương cao quý, trong đó đặc biệt nhất là huân chương lao động hạng nhất. 2 năm sau, ngày vị họa sĩ này qua đời, năm 1996, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về văn học nghệ thuật. Vị họa sĩ này là gương sáng chói về lao động nghệ thuật cho thế hệ trẻ ngày nay.